năm mạnh nhất của mình, Bolino, một yêu quái khổng lồ có mặt giống rơi. Nhưng từng này làm sao có thể gây khó dễ với Alvis? Cậu sử dụng siêu linh score khóa am hộ vệ của Hamelin. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội ma. Trận đấu thứ ba giữa Jack và Candice ngay lập tức bắt đầu. Jack sử dụng đậu thần để tấn công, nhưng ma thuật đớ của Candice đã thay đổi vị trí của cậu với cô ả. Bằng sức mạnh này, Jack giờ phải hứng chọn đòn tấn công của chính mình. Vẫn chưa hết hãi hùng trước sức mạnh của Candice, Jack tiếp tục bị nanh đá của ả đè lên. Cứ ngỡ trận đấu đi đến hồi kết, nhưng anh nông dân mặt khỉ đã dùng kỹ năng bản thân mới học được, tấm chắn đậu để chui ra khỏi lớp đá. Candice ngạc nhiên trước khả năng của Jack. Cô ả cấp mã này sử dụng máy đo phước lành. Phải công nhận đây là một vũ khí thông minh, bởi mọi đòn tấn công vật lý của Jack được tích tụ lại và chỉ số mức độ của nó được thể hiện trên đồng hồ. Khi đã đủ lượng, con quái vật từ địa ngục Gorgon sống dậy và hóa đá tất cả những ai nhìn vào mắt nó. Jack đã trúng đòn, nay chân cậu đang dần hóa đá. Nó đang lan nhanh chóng lên toàn bộ cơ thể. Thấy tình thế nguy cấp, Ginta hét lên đòi Jack bỏ cuộc để bảo toàn tính mạng. Nhưng từ nãy đến giờ, Jack chưa sử dụng am mới của mình. Và nhờ vào sức mạnh tình bạn và am vệ sĩ Mehitos, Jack đã đánh bại được Candice và rồi cả hai người cùng ngã xuống. Vì vậy, kết quả trận này trọng tài tuyên bố hòa. Trận tiếp theo, Ginta sẽ ra trận và đối thủ của cậu là Ash. Tên này cũng thuộc hàng ngũ mã. Arm Split Pad của Ash khiến cả bọn xanh mặt khi cơ thể của hắn chia làm đôi và phần thân trên tóm lấy Ginta ném cậu ra xa. Ginta dùng arm súng bắn bong bóng để phản công lại, nhưng Ash nhanh tay dùng bóng 3D hút hết bong bóng của cậu. Trong lúc giao tranh, Ash và Ginta đã có cuộc nói chuyện về lý do mà cả hai chiến đấu. Hai người cùng mục tiêu nhưng khác cách thực hiện. Ash tin rằng dưới sự lãnh đạo của đội quân bàn cờ, hòa bình sẽ lặp lại và không có một đứa trẻ nào trên thế giới phải bỏ mạng. Ginta thì tất nhiên vẫn giữ lập trường, quyết tâm đánh bại đội quân độc ác kia để bảo vệ Ma Heaven. Lấy lý do là trận đấu đang phát trực tiếp trên toàn thế giới, mọi người trong đó có cả trẻ em đang theo dõi. Ash sử dụng arm Psycho Space tạo ra một kết giới bao bọc hắn và Ginta. Vẫn chưa hết arm để sử dụng, lần này Ash dùng arm Walking Bomb. Cơ chế của nó là mỗi khi ai đó bị thương, quả bom sẽ di chuyển lên đầu người đó. Nó sẽ càng ngày to ra khi cả hai tiếp tục đánh, và cuối cùng đối thủ của Ash sẽ trở thành một quả bom. Tuy nhìn như một trò chơi, nhưng tính sát thương của nó lên người chơi vô cùng nguy hiểm. Khi thấy kích cỡ của bom đã đủ to, Ash cho nó phát nổ trên đầu Ginta. Nhưng tầm này làm sao hạ gục được Ginta? Thấy Ginta vẫn bình an, Ash tiến lại gần và cố gắng thuyết phục cậu chịu thua. Hắn không muốn cậu chết khi mới chỉ là một đứa trẻ. Ginta nhất quyết không chịu thua, cậu sẽ tiêu diệt Phantom bằng được. Cậu dùng Gargoyle để đối đầu với thần chết của Ash, và arm của cậu đã đánh bại được arm của Ash. Trận đấu kết thúc và đội ma tiếp tục thắng. Trước khi rút lui, Ash không quên động viên Ginta. Anh ta tin rằng cậu có thể tiêu diệt Phantom và bảo vệ nụ cười của trẻ thơ. Trận cuối cùng trong ngày hôm nay là cuộc so tài giữa Nanashi và Galian. Kẻ có giao diện giống Nanashi đang rất hồi hộp để cạnh tranh với cậu. Nhưng Nanashi vẫn chưa thể nhớ ra nổi hắn là ai. Tên này còn cho thêm hint là hắn đã xóa ký ức của anh và từng cứu mạng anh. Galian dùng arm sợi dây ma thuật và mắt điện để trói và giật điện Nanashi. Chưa dừng ở đó, arm đĩa bay điện của hắn dùng sấm sét để tấn công Nanashi. Và rồi Nanashi đã lấy lại được ký ức đã quên. Galian hóa ra là thủ lĩnh đầu tiên của Luberia. Hắn ta đã cứu mang Nanashi, chữa vết thương, đặt tên và cho anh một gia đình. Rồi bỗng một ngày nọ, Galian trao cho Nanashi cặp điện nhãn, vật đặc trưng của thủ lĩnh Luberia, đồng thời xóa ký ức của Nanashi. Quay trở lại thực tại, Galian thừa nhận rằng đã bị sức mạnh của đội quân bàn cờ cám dỗ. Mặc dù đau đớn, nhưng Nanashi không thể tha thứ cho Galian và khẳng định sẽ tiêu diệt kẻ đã ban cho anh cả mạng sống. Galian liên tục đánh những đòn chí mạng lên Nanashi. Cuối cùng, hắn cũng dùng đến arm Torpedin. Galian có cá đuối điện thì Nanashi có lươn điện để thẻ lại. Arm Gymnote của Nanashi đã giết chết arm Torpedin của Galian. Kết quả đã rõ, chiến thắng một lần nữa thuộc về đội ma. Sau một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu thứ 6 diễn ra với đội hình 5v5. Bên đội ma vẫn là những gương mặt quen thuộc: Ginta, Snow, Alvis, Dorothy và có sự quay trở lại của Alan. Ông chú Alan xung phong ra trận đầu tiên và đối thủ của chú là Chaton. Chaton là một cô nàng mèo, có các am cũng liên quan đến mèo. Và thật không may, có vẻ như Alan dị ứng với mèo. Suốt trận đấu, Alan bị Chaton trêu đùa, định lôi am mới được cho ở Caldea, nhưng quên ở nhà mất rồi. Kết quả đã rõ, đội quân bàn cờ giành được một điểm. Trận đấu thứ hai là giữa Alvis và Koga. Tên to xác này thể hiện sự thù ghét mãnh liệt với gương mặt của Alvis. Các đòn tấn công liên hoàn đổ về phía Alvis, nhưng Diamond G, Centipede, bom khói, cốc công phu của gã không thể hạ gục được Alvis. Nhưng am mới của Alvis, Abaku, đã dễ dàng kết thúc trận đấu.
Người tiếp theo ra sàn đấu là Dorothy và Pinocchio, một con rối mà chị Diana từng tặng cô, với cái tên được truyền cảm hứng rõ rệt từ cậu bé người gỗ. Mũi của Pinocchio cũng dài khi cậu ta nói dối. Pinocchio lôi ra rất nhiều ả mạnh mẽ, dồn Dorothy vào những thế khó. Con rối đáng sợ này ngạo nghễ tuyên bố sẽ đánh bại Dorothy để được Diana biến thành người. Và rồi nó dùng am Phasitokalon, con cá voi khổng lồ này nuốt trọn Dorothy. Trong bụng có một sinh vật lạ tên Poco. Vì bị Diana trừng phạt nên Poco phải sống ở đây. Trừ Poco ra, tất cả những người vào đây đều bị tan chảy. Sukarna cho Dorothy là ở trong này không dùng được am. Cô cố gắng thuyết phục Poco và rồi Poco cũng chịu giúp. Đã 15 phút trôi qua nhưng không thấy Dorothy bước ra. Tất cả mọi người tưởng như cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Bỗng cả cơ thể của Phasitokalon bị xé toạc. Dorothy đã dùng am Rendog thành công đánh bại Pinocchio. Trận thứ 3 là của Snow và Roe ma thuật. Snow vô cùng ngạc nhiên bởi Roe từng chơi cùng với Snow khi cô còn nhỏ. Anh ta pha đủ loại trò để khiến cô công chúa nhỏ vui vẻ. Snow lưỡng lự để đấu với Roe bởi Roe là một phần ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ của cô. Có vẻ Roe cũng cùng mong muốn với Snow. Đang bận đấu tranh nội tâm, Snow bỗng bị Roe nhốt vào bóng bóng. Hóa ra mục tiêu thực hiện của Diana là đem Snow trở về Lestava. Cả hai biến mất ngay sau đó. Kinta tức giận, định đuổi theo để tìm Snow thì bị trọng tài Pujun và kẻ từ nãy giờ chưa lên sàn đấu Ian ngăn lại. Vậy nên Kinta đành tham chiến. Ian tức giận tấn công, xung quanh anh ta tỏa ra oán khí. Mặc dù đã từng quý mến Kinta, nhưng giờ đây Ian cảm thấy hối hận vì gặp Kinta. Sau khi gặp Kinta, theo lệnh Phantom ở ngày mở đầu cuộc chiến Ma Heaven lần thứ 2 này, Guido, bạn gái của Ian, đã bị biến thành côn trùng và không thể nói được. Anh ta đánh Kinta như tử. Nhưng Ginta đã sử dụng phiên bản thứ tư của Babbo, Alice, để chữa lành vết thương. Có thể nói, đây là cuộc chiến nhân danh tình yêu. Ginta hiểu được nỗi lòng của Ian, vậy nên cậu quyết tâm chiến thắng để cứu Snow. Cậu sử dụng phiên bản thứ ba, Gargoyle, thành công đánh bại Am Periton của Ian, đồng thời thông não anh ta rằng ai đã biến Guido thành ra như vậy. Trận đấu thứ 6 kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội ma. Và như thường lệ, khi cả đội trở về, ông Gaira lại bắt cả lũ đến cổng luyện tập trước thềm trận chiến ngày mai. Rồi ngày này cũng đã đến, trận chiến cuối cùng. Người dân từ mọi nơi đổ về Regenleaf để theo dõi và cổ vũ những anh hùng. Jack là người mở màn trong ngày hôm nay. Đối thủ của cậu là ông già Vida. Mặc dù tốc độ và sức mạnh của Jack đã tăng lên đáng kể, nhưng Vida vẫn có thể dễ dàng né được nó. Ông ta còn tiết lộ là Jack, cha của Jack, ngấm ngầm thừa nhận mình đã giết Jack, khiến Jack càng thêm máu chiến. Vida không chỉ phòng thủ, ông lần lượt tung ra các am tấn công Jack. Mọi cách xử lý của Jack đều bị Vida dự đoán trước được vì cậu quá giống bố. Nhưng Vida không ngờ rằng Jack có am mới. Quỷ lửa Kikazoku hoàn toàn thiêu rụi am cây đại thụ của ông già Vida. Jack cũng không quên hủy luôn cái cây trên đầu ổng Vida là nguồn ma lực của ông ta. Vậy là Jack đã trả thù được cho bố và nhóm ma đã dẫn đầu với một điểm. Tiếp theo là cuộc tái chiến của Alvis và Roland. Trong suốt trận chiến, Alvis và Roland nói chuyện về hình xăm zombie và Phantom. Roland quyết tâm thuyết phục Alvis bằng được về ý nghĩa của cuộc sống vĩnh hằng. Cả hai liên tục tấn công nhau bằng am và lý lẽ của mình, trong khi Roland vui sướng được sống bất tử cùng chủ nhân Phantom của mình. Alvis mạnh mẽ vạch trần bộ mặt thật của Phantom. Cậu dùng am Abaku nhốt Roland vào trong quả cầu thủy tinh và làm nó phát nổ từ bên trong. Mọi thứ đã ngã ngũ, chiến thắng một lần nữa nghiêng về đội ma. Trận đấu thứ 3 là giữa Dorothy và Chimera. Chimera có một quá khứ đau buồn. Chồng sắp cưới của cô từng là thành viên của hội bàn cờ. Người dân tức giận và lôi anh ta đi tra tấn. Và ngày sau, Chimera cũng chung số phận với chồng cô. Thế rồi cô gái yếu đuối đó được Peta chiêu mộ vào đội quân bàn cờ. Từ đó cô ta sống với nhân cách khác và tàn sát thế giới. Và rồi Chimera thừa nhận đã biến Guido thành côn trùng. Ian từ đâu xuất hiện và đòi giết cô ả. Dorothy thẳng tay cho Ian một cú bạt tai và yêu cầu anh phải có phép tắc. Ian lùi xuống, trận đấu giữa Dorothy và Chimera tiếp tục diễn ra. Bàn tay quỷ dữ của Chimera tiếp tục tấn công Dorothy. Cô phù thủy cũng không chịu để yên. Cô triệu hồi búp bê Quilt điên loạn. Nó nhanh chóng chạy về phía Chimera và hát vào mặt cô. Nhưng tiếc rằng sóng âm của Quilt không thể gây tổn hại đến Chimera. Cô ả dùng am mạnh nhất của mình, Chimera, một con ghost am khổng lồ. Nhưng tập này có nhằm nhò gì với Dorothy? Cô phù thủy vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và sử dụng Rendog. Nó cắn nát Chimera. Không còn vòng bảo vệ, Chimera bị Dorothy hạ gục dễ dàng. Đội ma đã giành thêm một điểm. Alan và Halloween sẽ giao chiến trong trận sắp tới. Được biết hai người này từng đấu với nhau trong War Game 6 năm về trước. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa khi cả hai đều hấp hối. Bắt đầu trận chiến, cả hai đều tung ra các đòn mạnh mẽ. Thấy Alan không hề hấn gì, Halloween chơi xấu tấn công những người dân xung quanh.
Và rồi ta được biết Halloween từng tên là Pam. Hắn và Alan từng là bạn thời thơ ấu. Một lần nữa, cuộc chiến giữa phe bàn cờ và đội ma trở thành đấu trường giữa hai kẻ có niềm tin trái ngược nhau. Tưởng như Wang Kantanka của Halloween đã đánh bại được Alan, nhưng ông chú sử dụng Amsane Anger và đành ngậm ngùi tạm biệt người bạn cũ. Đội ma một lần nữa giành chiến thắng. Cứ thắng hoài như thế này, cảm giác không ổn lắm. Trận thứ 5 là giữa Nanashi và Peta. Cả hai đánh nhau ác liệt, kẻ đánh, kẻ phản đòn, liên tục trao đổi vị trí của nhau. Trong khi Nanashi nghĩ về chiến thuật tiếp theo, Peta đã sử dụng Arm Blood Syringe. Những quả cầu có gai này hút máu Nanashi, khiến anh ngã cựu xuống. Nhưng may thay, Nanashi nhớ đến Arm mà Alvis cho anh từ trước. Arm Aegis bảo vệ và trị thương cho Nanashi. Peta sử dụng Arm mạnh nhất của hắn, Body Eye. Con yêu quái này đập tan Aegis, nhưng Nanashi đã chạy đi từ trước. Anh dùng Gym Note bóp nghẹt Peta. Người thắng cuộc lại là nhóm ma. Và trận đấu tiếp theo mà ai cũng mong chờ. Trận chung kết của các trận chung kết giữa Ginta và Phantom. Phantom mở màn với 3 Arm được triệu hồi cùng một lúc. Ginta không tốn một giọt mồ hôi nào hạ gục cả 3. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu với Phantom. Hắn gỡ băng ở cánh tay trái để lộ ra rất nhiều Arm quấn xung quanh. Và để bắt đầu câu chuyện của mình, hắn nhốt Ginta vào trong gương Phantom. Hắn kể rằng khi còn là một cậu nhóc, hắn đã phát hiện ra quả cầu trong căn phòng bí mật. Đó chính là quả cầu phong ấn sự độc ác và vô tính của con người mà trưởng lão Chaldea đã nhắc đến. Mặc dù mọi người bị cấm tiếp xúc với nó, nhưng Phantom đã bị nó mê hoặc và thường xuyên đến căn phòng bí mật. Theo luật của Chaldea, Phantom sẽ bị xử tử bởi chính cha mẹ mình. Nhưng có bậc sinh thành nào có khả năng đó? Vậy nên, cha mẹ Phantom đã tự tử. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong thời gian ở lại ngục tù, Phantom gặp lại Diana. Hắn si mê vẻ đẹp, lý tưởng, tất cả mọi thứ của nữ hoàng. Vậy là cả hai đã trộm rất nhiều Arm và quả cầu, trong đó có Babo. Ginta đã thoát ra khỏi chiếc gương. Lần này Phantom triệu hồi 5 Arm cùng một lúc, một năng lực mà ai cũng phải kinh ngạc. Ginta cũng không chịu đầu hàng, triệu hồi Babo phiên bản thứ 6, Mèo Đi Here. Nó vừa có thể hạ gục các đối thủ ngay tức thì, vừa bảo vệ Ginta vô số lần. Phantom dùng một trong hai Arm mạnh nhất của hắn, Lemures, còn Ginta dùng Gargoyle. Hai Arm quyết liệt đánh nhau. Mặc dù Phantom là zombie, nhưng ma lực của hắn vẫn giới hạn. Sau một loạt tấn công mạnh vừa rồi, chắc chắn hắn đã xuống sức. Lemures của Phantom đã bị Gargoyle của Ginta hạ gục. Phantom tức giận đấm Ginta túi bụi. Ginta cũng phản công lại. Chiến đấu suốt như vậy đã khiến cả hai đều kiệt sức. Nhưng Phantom còn không thể đứng dậy nổi. Không làm mọi người thất vọng, Ginta đã chiến thắng Phantom. Nhưng Phantom chưa chết, phải dùng Arm Purific Ave để hóa giải hình xăm zombie, chấm dứt sự bất tử của hắn. Chìa khóa này Ginta giao cho Alvis. Giờ đây, cả hội cùng đến Lestava để giải cứu Snow. Đến Lestava rồi, đội quân bàn cờ đã chờ ở đó. Tuy phần lớn các quân mã, tượng, xe đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn những kẻ ngoan cố chặn đường hội ma. Jack sẽ tiếp quản lũ này. Cả hội tiến vào lâu đài, trước mặt họ là Row và một toán lính tinh nhuệ. Alan, Gaira và Nanashi đã quyết định ở lại chiến đấu để những người khác đi tiếp. Ngoài lề, về phía Ian, anh đã tìm được đến chỗ của Chimera. Và với tình yêu mãnh liệt dành cho Kido, Ian đã thắng một quân mã. Đôi uyên ương đã đoàn tụ với nhau. Cả đội tiến sâu vào trong lâu đài, họ đã gặp Phantom. Alvis bảo cả bọn đi tiếp để anh xử Phantom. Alvis ném Arm Purific Ave vào ngực Phantom. Hắn đã chấp nhận số phận trước sự tiếc nuối của Candice và Roland. Vết xăm trên cơ thể hắn và Alvis cũng đã biến mất. Lời nguyền được hóa giải. Ginta, Dorothy, Babo và Edward đã tìm thấy Snow. Diana cũng ở đó. Bà ta nói rõ mục tiêu của mình là thống trị ma Heaven và cả thế giới của Ginta. Bà ta giam giữ Snow để sử dụng cô như một Arm kết nối. Như chúng ta đã biết, Snow có những giấc mơ kỳ lạ về thế giới của Ginta và cô đã kể cho Diana nghe khi còn bé. Diana kể thêm, cho dù kế hoạch được vạch rõ ràng, vẫn có kẻ cản trở. Lần trước là Dana và lần này là Ginta. Vì vậy lần này, Diana quyết định không để ai cản trở mong muốn của mình. Cuộc chiến giữa hai chị em diễn ra quyết liệt. Mọi đòn tấn công của Diana đều bị Dorothy ngăn lại. Và bằng sức mạnh được rèn luyện không ngừng nghỉ, Dorothy đã chiến thắng Queen. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Dorothy phải giã từ người chị Diana của cô. À mà xem đến đây rồi, các bạn đoán ra được ai đứng đầu đội quân bàn cờ không? Vâng, không ai khác. King chính là quả cầu phong ấn sự độc ác và vô tính của con người. Nó đã đánh một đòn tâm lý nặng nề lên Ginta. Đứng trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc, cha của cậu, Dana. Ginta đứng sững, không thể tin vào mắt mình. Ở bên cạnh cậu, Babo cùng Alvis và Alan mới xuất hiện cũng khuyên nhủ cậu rằng đó không phải là cha cậu. Quả cầu độc ác đó có giọng nói của Babo 6 năm trước. Khi đó hắn đổi vật chủ và chiếm xác của Dana. King dùng Rising Wheel, loại Arm có hai luồng sét hình dạng bánh xe này lao về phía Ginta.
Hắn vui mừng vì nghĩ rằng Ginta không thể vượt qua cú sốc này, nhưng cậu bé hiểu chuyện và mạnh mẽ hơn thế. Cậu triệu hồi mèo đi hia để tiếp đón am siêu mạnh mẽ này. King triệu hồi Tiamat. Thế nhưng sức mạnh của mèo đi hia áp đảo am của King. Trong lúc chiến đấu, Babbo đã nói với Ginta một sự thật. Trong ông có một nhân cách là cha cậu. Ủa, đâu phải mỗi Ginta sốc ngang, chúng tôi cũng sốc không kém đây. Snow, Edward, Gaira cùng Jack, Nanashi và Dorothy đã đến đây. Ginta vẫn cứng đầu chiến đấu. Cậu đang muốn lôi quả cầu xấu xa đó ra khỏi cơ thể cha bằng phiên bản thứ 7, hợp nhất. King đã nhảy ra khỏi người Dana, nhưng kẻ nó đang nhắm đến là Babbo. Không để lịch sử tái diễn, Ginta ngay lập tức bảo Babbo tải tất cả các nhân cách của mình vào trong ông. King cũng nhanh chân chui vào từ trước. Giờ đây, cuộc chiến quyết định tất cả sẽ diễn ra trong Babbo. Cuộc chiến tư tưởng lại bắt đầu. Quả cầu xấu xa được sinh ra từ những thứ xấu xa, dục vọng vô đáy của con người. Nó tự hỏi tại sao Ginta lại bảo vệ con người. Ginta đồng tình về mặt xấu của con người, nhưng cậu lại có niềm tin mãnh liệt rằng con người có thể thay đổi. Để chấm dứt trận chiến này, Ginta sử dụng toàn bộ sức mạnh của Gargoyle, thành công thanh tẩy quả cầu, đặt dấu chấm hết cho đội quân bàn cờ. Lâu đài Lestava đã quay trở lại mặt đất, hòa bình được lập lại ở More Heaven. Ginta và bố cũng trở về thế giới của mình. Và đó là toàn bộ câu chuyện của Ma Haven, một trong những bộ manga anime thơ mà có lẽ đã cùng đồng hành với vô số người đang xem video này. Hành trình của Ginta dù gian nan và đầy thử thách, nhưng với sức mạnh của tình bạn và niềm tin bất diệt vào chính nghĩa, Ginta đã vượt qua, giành lại hòa bình cho thế giới của Ma Haven. Có thể đây không phải là một bộ truyện nhiều plot twist hay những thứ gây hách não lưu lẫn độc giả như Jujutsu Kaisen hay những bộ shonen gần đây, nhưng chắc chắn Ma Haven vẫn luôn sẽ có một chỗ đứng nhất định trong tuổi thơ của tôi và những ai đã từng trải nghiệm nó. Còn bây giờ, nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên ấn nút subscribe và kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya! Trong thế giới đa dạng của nghệ thuật anime, có một tác phẩm đặc biệt đã khắc sâu trong lòng người hâm mộ, Death Note. Được viết bởi Tsugumi Ohba và minh họa bởi Takeshi Obata, anime này không chỉ thu hút sự chú ý bởi cốt truyện đầy kịch tính mà còn mang đến những tác động tư duy sâu sắc. Cốt truyện xoay quanh một cuốn sổ thật chết, khi ghi tên ai lên đó, người ấy sẽ lập tức lìa đời. Death Note, nơi mọi quyền lực về số phận được giao vào tay chính con người, nơi mà cuộc chiến về trí tuệ của hai thiếu niên trung học thiên tài tìm cách lật tẩy nhau. Sau cùng, người nắm giữ trong tay quyền sổ tử thần sẽ có cái kết ra sao? Hãy cùng Anime Rewind bắt đầu khám phá bộ anime này nhé! Yagami Light được miêu tả là một cậu học sinh cao trung thông minh, luôn đứng đầu lớp, là một người với tính cách gương mẫu và chững chạc, được các bạn đồng lứa và giáo viên yêu quý. Trong ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, Light bất ngờ tìm thấy một cuốn sổ rơi xuống khuôn viên trường. Với sự tò mò về cái tên được viết trên cuốn sổ, cậu đã đem về nhà và bắt đầu phát hiện ra những điều kỳ lạ từ chức năng của cuốn sổ có tên Death Note. Khi tìm hiểu về quyền năng của nó, Light khám phá ra rằng việc viết tên của một người vào cuốn sổ này sẽ khiến họ mất mạng và những điều viết vào Death Note có thể xảy ra nếu có đủ thông tin về người đó, cụ thể là tên và khuôn mặt. Ban đầu, Light bằng cách viết tên của một tên tội phạm đang được phát sóng trực tiếp trên TV. Ngạc nhiên, ngay sau khi viết, tên tội phạm đột ngột chết vì một cách không thể lý giải. Vài hôm sau, trong lúc trên đường về nhà, Light phát hiện ra một đám côn đồ đang quấy rối một người phụ nữ, đồng thời có một tên vô tình nói ra tên của hắn. Light lại thử nghiệm một lần nữa và tên côn đồ sau 40 giây đã tử vong khi bị một chiếc xe bán tải đâm. Light bắt đầu thấy cuộc sống trở nên không rõ ràng hơn khi một Shinigami, thần chết tên Ryuk xuất hiện ra trước mặt. Ryuk là người đã đặt Death Note ở thế giới con người. Hắn là tử thần sống ở vùng đất tử thần giới. Họ có khả năng quyết định sống chết của một người. Dựa vào quyền năng của cuốn sổ Death Note, quá nhàm chán cùng với sự truy đuổi ở tử thần giới, Ryuk quyết định đánh rơi cuốn sổ vào thế giới con người để tìm kiếm thêm sự thú vị cho cuộc đời của hắn. Khi biết rõ quyền năng của cuốn sổ, Light quyết định dùng Death Note để tiêu diệt tội phạm và tạo ra một thế giới hòa bình với mong muốn mình sẽ là thần thánh của thế giới mới. Light đã giết rất nhiều tên tội phạm chỉ trong một thời gian rất ngắn và tất cả đều với một nguyên nhân là do cơn đau tim ập đến. Light bắt đầu biết đến với cái tên Kira với hàm ý là tử thần. Tin tức về những tên tội phạm bị mất mạng một cách bí ẩn nhanh chóng lan truyền và gây được sự chú ý của giới truyền thông và cảnh sát. Ngay lập tức, Bộ Cảnh sát Nhật Bản LGPO đã bắt tay điều tra, nhưng mọi suy luận và giải pháp đều đưa tới ngõ cụt. Từ đó, L bắt đầu xuất hiện và tuyên bố sẽ tham gia điều tra vụ án. L được miêu tả như một nhân vật bí ẩn, với tính cách ngạo mạn và chỉ tham gia vào những vụ án mà anh cảm thấy thú vị. L luôn che giấu gương mặt và chỉ giao tiếp thông qua video. Chỉ duy nhất có một người có thể liên lạc được với L, đó là Watari,
và thân phận của ông ta cũng là một con số bí ẩn. Chỉ với những câu suy luận đơn giản, anh đã chứng minh cho mọi người về khả năng của tên hung thủ và đưa ra những kịch bản để bắt đầu tóm gọn Kira. Trong lúc đó, Lai đang tập trung vào việc lên kế hoạch cất giấu cuốn sổ, một phần để tránh người thân trong gia đình anh có thể chạm phải, khiến họ có thể nhìn thấy các Shinigami. Một phần để anh có thể an toàn nếu có người nghi ngờ và bắt đầu tìm kiếm cuốn sổ. Lai đã chế tạo một ngăn tủ bí mật được che đậy bởi một ngăn bàn, và nếu có người cố gắng phá nó để tìm kiếm, thì ngay lập tức cuốn sổ sẽ bị bốc cháy và mọi bằng chứng liên quan đến Kira sẽ bị phá hủy. Giờ đây, mọi người bắt đầu chú ý tới Kira. Các trang web bắt đầu được tạo nên và trong đó có đa số mọi người đều ủng hộ việc Kira giết tội phạm và coi cậu là đấng cứu thế. Đến với cuộc điều tra, El bắt đầu tập trung vào kế hoạch thu hẹp phạm vi vị trí của Kira, từ đó đưa ra các phương án phát sóng và các bản tin khiêu khích Kira ngay trên sóng truyền hình. Thật bất ngờ, Lai đã bị mắc bẫy ngay sau khi bản tin được phát sóng. Lai đã giết chết người đang đứng ở trên bản tin với suy nghĩ những kẻ cản đường anh sẽ có kết cục phải chết. Nhưng Lai không biết rằng tất cả chỉ là một kế hoạch để khiến El thu hẹp phạm vi vị trí của kẻ tình nghi. Bản tin được phát sóng vào những khung giờ khác nhau và ở những vị trí khác nhau. Từ đó suy ra được địa điểm mà Kira đang thực hiện hành vi giết người là ở Kanto. Đồng thời El nhận ra rằng Kira có thể giết người từ xa và chỉ khi biết được thông tin của người đó. Từ đó, El gửi lời tuyên chiến đối với Kira. Nếu cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh thì hãy thử giết tôi thử xem. Với sự xuất hiện của El, trò chơi trí tuệ giữa Light và El trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một sự đối đầu cam go và kéo dài căng thẳng khi hai nhân vật bắt đầu cố gắng tìm hiểu về đối phương và tìm cách vạch trần danh tính của nhau. Trong cuộc họp của bộ cảnh sát, tất cả các thông tin về tên tội phạm được bàn đến và từ những khung giờ và thời gian các nạn nhân tử vong thì El đã đặt nghi vấn về thủ phạm là một tên học sinh. Dựa vào việc thủ phạm chỉ nhắm đến các tên tội phạm, El đã phân tích rằng tội phạm có thể bị thúc đẩy bởi ý thức công lý hão huyền. Mặc dù thông qua các cuộc họp được biết số lượng tội phạm và khủng bố đã giảm hơn hẳn trên thế giới và đặc biệt là tại Nhật Bản, thế nhưng công lý không cho phép một người có thể nắm quyền sinh tử của bất kỳ ai. Trở lại với Light, thông qua bữa ăn gia đình, ta biết được bố cậu là một thanh tra của lực lượng cảnh sát. Từ đó Light đã lên kế hoạch lợi dụng bố để biết được thông tin tội phạm bằng cách xâm nhập vào máy tính của ông và đánh cắp dữ liệu. Nhờ đó Light có thể biết được tất cả thông tin để chống lại các nghi vấn của tổ chức cảnh sát. Trong 2 ngày kế tiếp, cảnh sát khá đau đầu vì mỗi ngày đã có đến 23 nạn nhân mới được xác định bởi nguyên nhân đau tim và mỗi nạn nhân được chết cách nhau mỗi 1 giờ. Từ những thông tin đó, El đã chứng minh rằng Kira có thể điều khiển thời gian cái chết theo ý muốn và nghi ngờ rằng Kira có thể đang sở hữu thông tin từ phía cảnh sát. Biết được như vậy, đã có một số cảnh sát nộp đơn thôi việc hoặc buộc phải được chuyển sang một vụ án khác vì không muốn Kira coi mình là kẻ ngáng đường. Chính điều này đã khiến nội bộ cảnh sát và El bắt đầu không tin tưởng nhau hơn. Kể từ hôm đó, Light bắt đầu nghi ngờ có người đang theo dõi anh. Điều đó đã chắc chắn hơn khi Ryuk nói rằng anh đang bị theo dõi bởi một người đàn ông lạ mặt. Qua cuộc nói chuyện với Ryuk, Light được biết rằng có sự khác nhau giữa tử thần và người giữ Death Note. Khi một tử thần viết tên một người vào Death Note, họ có thể đánh cắp sinh mệnh của người đó. Giả dụ người đó được định rằng sẽ mất ở năm 60 tuổi, khi các tử thần viết tên họ vào Death Note ở năm 40 tuổi, 20 năm đáng ra họ được sống sẽ bị các tử thần đánh cắp. Ngoài ra, sự khác biệt của tử thần nằm ở đôi mắt. Đôi mắt cho phép họ có thể nhìn thấy tên và sinh mệnh của tất cả con người. Và Ryuk đã đưa ra thỏa thuận để Light có thể có được con mắt của tử thần. Cái giá phải trả là một nửa sinh mệnh của người đó. Và theo luật lệ của tử thần, thì Ryuk không được phép tiết lộ cho Light tên và tuổi của người khác bằng đôi mắt của tử thần. Dù vậy, Light cũng đã thẳng thừng từ chối cuộc trao đổi của Ryuk vì đánh đổi một nửa sinh mệnh cho đôi mắt là quá đắt, bởi anh muốn làm chúa ở thế giới mà anh tạo nên. Đến với một cuộc nói chuyện ở tử thần giới, ta biết được khi một người nhặt được cuốn sổ Death Note, thì tử thần phải sống cùng người đó cho đến khi cuốn sổ hết hiệu lực, hoặc người đó chết đi. Có một điều đến các tử thần khác cũng rõ tại sao, thì Ryuk có đến tận 2 cuốn sổ Death Note. Khi đang nói chuyện cùng với Ryuk về thế giới của các tử thần, Light đã nảy ra kế hoạch để biết được thân phận của kẻ đã theo dõi anh suốt mấy ngày nay. Ban đầu cậu đã thử nghiệm với khả năng của cuốn sổ Death Note, cậu đã viết thêm hành động của các nạn nhân trước khi chết và điều đó sẽ xảy ra nếu các hành động đó hợp lý. Light thử nghiệm lên 3 người, một người vẽ lên bức tường, một người ra nhà vệ sinh công cộng và một người viết một bức thư trước khi chết. Còn lại những điều vô lý như di chuyển đến tháp Eiffel hay vẽ khuôn mặt của El lên tường thì đã không xảy ra và nguyên nhân tử vong chỉ được biết đến như cơn đau tim mà thôi. Để với tiết mục chính để bắt tìm ra người theo dõi, Light ngụy trang một buổi hẹn hò với cô bạn cùng trường nhằm đánh lừa kẻ theo dõi. Trên một chuyến xe buýt, Light gặp phải một tên có mang theo vũ khí. Trong lúc bàn bạc cách đối phó với cô bạn bên cạnh, Light được một người ngăn cản với lý do khá nguy hiểm. Để chứng minh, anh ta đã đưa ra thẻ ngành, được biết tên là Penber và hiện đang thuộc đội điều tra FBI. Lai đã biết được tên và mặt của người đã theo dõi mình suốt những ngày vừa qua. Cùng lúc đó theo kế hoạch, Lai vô tình đánh rớt tờ giấy và khiến tên tội phạm chú ý nhặt lên.
đó là một trang tờ giấy của Death Note. Tên tội phạm sau khi chạm vào tờ giấy đã có thể nhìn thấy tử thần Ryuk. Hắn cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay Ryuk và đã tử vong ngay lập tức vì bị một chiếc xe hơi đâm phải. Tất cả những gì xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Light và cái chết của tên tội phạm là cái chết đã được viết nên bởi bộ óc thiên tài của anh. Tiếp đến, Light để cho gã FBI điều tra thêm về những người tiếp theo, sau đó mới viết tên của gã vào sổ để tránh bị nghi ngờ bởi FBI và cảnh sát. Trong lúc đó, cậu sẽ sử dụng một vài tên tội phạm để chơi đùa với El. Cậu đưa ra lời nhắn dành cho El là tử thần thực sự đang tồn tại. Trước khi giết Pember, Light đã lên kế hoạch điều tra tất cả các FBI tham gia vào cuộc điều tra này. Cậu tiếp cận phía sau Pember, chứng minh mình là Kira bằng cách lập tức giết chết một tên tội phạm cưỡng hiếp trốn ngoài vòng pháp luật. Anh uy hiếp Pember về người thân và gia đình của anh ấy và buộc Pember phải làm những mệnh lệnh mà cậu yêu cầu. Light yêu cầu Pember lên một chuyến tàu ngầm và trao đổi thông qua một bộ điện đàm nằm trong phong thư Light đã đưa cho anh. Yêu cầu Pember viết tên tất cả các đồng nghiệp tham gia vào cuộc điều tra vào một tờ giấy. Ngay sau đó, Light đã để Pember ra khỏi tàu điện ngầm và chỉ một lúc sau, Pember đã nằm gục trên sàn nhà với cơn đau tim ập đến. Bất ngờ thay, tất cả các đồng nghiệp của anh ta đều đã tử vong ngay sau đó, bởi tờ giấy Light đưa cho anh là một tờ giấy nằm trong cuốn sổ Death Note. Sự việc lần này đã đưa mối quan hệ giữa Sở Cảnh sát Nhật Bản và El trở nên nghiêm trọng. Khi Sở Cảnh sát Nhật Bản cho rằng El không tin tưởng họ và đang cố gắng âm thầm điều tra từng người của Sở Cảnh sát. Kể từ đó, rất nhiều người đã từ bỏ điều tra vụ án vì nghi ngờ El và để tránh bị Kira nhắm đến, nhằm bảo vệ sự an toàn của họ và người thân. Những gì còn lại của Sở Cảnh sát Nhật Bản chỉ là 5 người, với mục tiêu tóm gọn Kira và bảo vệ sự hòa bình của đất nước Nhật Bản. Kể từ đó, El cũng bắt đầu lộ mặt để kết hợp điều tra cùng tổ cảnh sát mà anh tin tưởng. Cuộc điều tra bắt đầu được thành lập tại một căn hộ chung cư, nơi được biết đến là nơi ở của El. Trong cuộc họp, El đã phân tích những khả năng mà Kira có thể có được và bắt đầu lên kế hoạch xác định thu hẹp phạm vi tìm kiếm Kira. Kira đã giết chết 23 người và trong số đó có một vài người Kira dùng để thí nghiệm. Sự việc xảy ra trong vòng 8 ngày cho đến khi các FBI điều tra nhiều người khác. Điều đó nhằm để lẩn tránh sự nghi ngờ của cảnh sát. Từ đó, El đã suy ra được Kira có thể nằm trong những người mà FBI đã điều tra. Tình cờ, mẹ của Light muốn cậu đến trụ sở để đem quần áo đến cho bố. Một điều kiện phù hợp để Light có thể thám thính thông tin từ cảnh sát. Đến nơi, cậu đã không liên lạc được cho bố và gặp một người tên Maki Shoko, cũng đang đến trụ sở để nói chuyện quan trọng về thông tin của Kira. Từ đó hai người bắt đầu trò chuyện về thông tin của Kira. Maki là vợ chưa cưới của Pember, người cảnh sát Light giết cách đây vài hôm. Maki đã phân tích có khả năng chồng cô gặp Kira trên chuyến xe buýt và cô còn phân tích được khả năng Kira có thể giết người bằng nhiều cách khác nhau, ngoài việc để nạn nhân chết vì đau tim. Từ đó, Light cảm thấy mình bị đe dọa. Light lên kế hoạch giết chết Maki bằng việc để cô ta suy nghĩ về việc tự sát. Nhưng dù đã quá thời gian, Maki vẫn không có chút phản ứng gì về việc tự sát. Light nhận ra rằng cái tên Maki thực ra chỉ là một cái tên giả. Trong suốt cuộc gặp, Light luôn nghĩ cách để tìm ra tên thật của đối phương. Ban đầu, cậu ngăn cản Maki đến trụ sở cảnh sát để cung cấp thông tin. Nhưng với khả năng nhạy bén và cảnh giác, Maki vẫn quyết định đến trụ sở với mong muốn gặp El. Đã từng có lúc Light suy nghĩ đến việc sử dụng vũ lực để có thể lấy được thông tin của Maki. Thế nhưng điều đó được cho rằng là khá nguy hiểm và lộ liễu. Cuối cùng, Light đành phải giả danh mình là người trong đội điều tra, nằm dưới sự lãnh đạo của El và đưa ra lời mời Maki gia nhập tổ chức điều tra. Nhưng trước hết, cô phải đưa thông tin chính xác về thân phận. Với mong muốn được gặp El và sự tin tưởng dành cho Light, cô đã thấp tấp đưa bằng lái xe với tên thật của mình cho Light. Cô thắc mắc vì sao Light cứ mãi nhìn đồng hồ, thì lần này với khuôn mặt ác quỷ Light nói: "Tôi là Kira, vĩnh biệt chị, Misora Naomi. Cô sẽ tìm nơi nào để chết mà không ai tìm ra." Quay lại với cuộc điều tra, đội điều tra đang nhắm đến cái chết đáng ngờ của Pember. Có khá nhiều điểm khả nghi ở vụ án này. Đầu tiên khi đi đến tàu điện ngầm, Pember có mang theo một phong thư lớn, nhưng sau khi chết lại không có phong thư nào trên người anh ta. Và qua camera trước khi chết, Pember đã cố gắng nhìn vào ai đó trên chuyến tàu. Điều này đặt nghi vấn về việc Pember đã có thể gặp Kira. Cùng lúc đó, đội điều tra nhận được thông báo về việc vợ sắp cưới của Pember, Maki, cũng đã biến mất. Ban đầu tổ chức điều tra hướng tới việc cô ta tự tử vì nỗi đau mất chồng, nhưng với sự suy luận của El, có lẽ hôn thê của Ray Pember đã gặp nguy hiểm bởi Kira. Bởi trước đây, El đã từng làm việc với Maki và với tính cách của cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Kira mà sẽ nhất quyết theo vụ án này đến cùng. Chính vì vậy, cuộc điều tra đã đưa tới khả năng Kira là những người nằm trong sự theo dõi của Pember. Từ đó thu hẹp phạm vi còn hai gia đình. Gia đình đầu tiên là của cảnh sát trưởng Kitamura và gia đình thứ hai chính là gia đình của thanh tra Yagami và đó cũng chính là gia đình của Light, người đang mang trên mình cuốn sổ Death Note. Trong lúc đó, Light đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. Cậu xóa dấu vết truy cập ở máy tính cá nhân và chuẩn bị tên của các tên tội phạm để đề phòng các trường hợp ngoài dự kiến có thể xảy ra.
Ngày hôm sau, sau khi về đến nhà, Light nhận ra có người đã xâm nhập vào phòng bởi chiếc bẫy mà cậu đã đặt trong phòng để đề phòng sự xâm nhập của người ngoài. Từ đó, cậu đã đặt ra sự nghi ngờ về việc mình đang bị theo dõi bởi cảnh sát. Light bắt đầu phòng bị hơn, trong khi bảo Ryuk tìm những camera được giấu trong phòng để đổi lấy phần thưởng là những quả táo. Light bắt đầu xem tạp chí người lớn để đánh lạc hướng mọi người rằng cậu đã đặt bẫy trong phòng là để giữ kín chuyện này. Sau khi Ryuk tìm được tất cả camera nằm ở trong phòng, dựa vào việc góc khuất của camera, Light tiếp tục thực hiện hành vi giết người của mình. Bằng cách lấy một vỏ bim bim làm lá chắn và trong lúc học bài, cậu vẫn có thể viết tên của tội phạm vào tờ giấy Death Note. Nhờ đó, gia đình của ông Yagami cũng gần như được xóa khỏi diện tình nghi. Đến kỳ thi đại học, Light bắt gặp một cậu học sinh với tư thế ngồi kỳ lạ. Ngay lúc đó, cũng chính là lúc gặp nhau giữa hai người quan trọng nhất, hai người đang có tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với nền hòa bình của nhân loại, Light và L. Kết quả của kỳ thi cũng không bất ngờ khi Light vẫn là người đứng đầu. Thế nhưng lần này còn có thêm một người đi cùng cậu ta, đó chính là L. Ngay khi kết thúc bài phát biểu, hai người đã có cuộc nói chuyện đầu tiên. L bắt đầu chuyện và kể tất cả những thông tin về cuộc sống của Light, đồng thời tiết lộ danh tính khi khẳng định mình là L. Light rất bất ngờ nhưng cố tỏ ra tự nhiên nhất để tránh khỏi sự nghi ngờ. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Light quyết định nếu ngươi muốn làm bạn với ta, ta rất sẵn lòng rồi ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng ta, rồi sau đó giết ngươi bằng chính đôi tay này. Như thể đó là một lời tuyên chiến với người cản đường lý tưởng của cậu. Cuộc gặp mặt tiếp theo của Light và L là cuộc gặp mặt được đề nghị bởi L ở sân tennis, với mục đích có thể tìm hiểu nhau rõ hơn. Trận đấu tennis không chỉ để phân định thắng thua, mà ở đây Light và L đều đang chứng minh luận điểm của mỗi người. L nghĩ, thông qua việc chơi tennis, tôi đang đặt nền móng cho việc bước đến gần hơn với cậu. Light nghĩ, không bao giờ chúng ta có thể là bạn chỉ với trò tennis này đâu. Cuối cùng, cuộc chơi tennis đã có kết quả và người thắng chính là Light. Tiếp đó, hai người cùng nhau đi đến một quán cà phê. Trên đường đi, L nói rõ rằng cậu đang nghi ngờ Light là Kira, dù điều đó chỉ là 1%. Đến nơi, L bắt đầu thử thách Light bằng các câu hỏi. Câu trả lời đã làm cho L ấn tượng và tăng sự nghi ngờ lên 3%. Nhưng đồng thời, L cũng bày tỏ khao khát muốn Light gia nhập đội điều tra. Việc này giúp L dễ bề theo dõi Light, và nếu Light không phải là Kira, thì trí thông minh của cậu cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho đội điều tra. Ngay sau đó, có tin khẩn cấp dành cho hai người rằng bố của Light đã lên cơn đau tim nặng. Họ cấp tốc đến nơi, thật may đó chỉ là cơn đau tim do ông làm việc quá sức. Buổi gặp mặt này cũng đã giúp Light